Chào hết cả nhà, chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, thành công cuộc sống nha. Hôm nay mình sẽ review tiếp, mình sửa cái con Amly này nha. Con Amly này là họ hàng ha. Họ hàng là đây, họ tên tuổi là BA3006 nha. Amly mặt đèn nha. Amly mặt đèn quạt. Hai kênh ha. Dàn micro thì tới 4 ha. 4 kênh micro nè, thấy không? Quá xá luôn ha. Bulimeta Limousis ha. Rồi Alex sao? Mày nghĩ nó còn mới quá trời ha. Đây. Nhà hai quạt nè ha. Bốn kênh luôn ha. Hai quạt ha. Giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra con này ở trong này ha. Con này mình nhận của khách á là nó hiện tượng của nó. Điện vẫn vô. Đó. Nhưng mà nó không hát. Quạt đèn cháy mà nó không hát ha. Bây giờ mình lấy cái gì? Đây mình lấy cái dây nguồn mình cắm, mình test cái nhà xem luôn nè, hiện tượng nó như vậy luôn. Đây nè, đó, mở lên là có nguồn điện đàng hoàng nha, hai đàng quạt rồi đó. Đó, hai đàng quạt ok ha, có đèn quạt đàng hoàng ha, mà nó không hát ha. Thì mình mở con này ra mình sẽ kiểm tra. Con này này cái đời này thì nó thấy cũng lâu đời, nó cũng cổ này cả nhà. Mình không biết đồ đạc ở trong này bên trong ha, thì theo cấu hình của mỗi nhà sản xuất gắp khác nhau nha. Nếu mà gắp đúng đồ thì rất là hay, còn gắp không đúng đồ đang gian đó thì nghe cũng được thôi nha. Nhưng mà cái con này thì ta xài với cái cặp loa full bà tất còn 35, loa tự mua về gáp luôn nha. Xài nỉ dơ quá ha. Wow, không phải tệ nữa nha. Đồ bên trong này ha, một kênh nữa ha, một kênh nữa cũng nhiều D lắm ha, kênh 8D ha, 2, 4, 6, 8D ha, D là 7, 18 ha. Đó. Bên này thấy giặt đồ còn mạch nó thấy còn sáng lắm ha. Xài có nguồn cờ le ha, 2 tụ ha, cái này phải 4 tụ ngon quá nha. Nguồn 15A ha. 15 đến 18 ampere nha, nguồn là 15 đến 18 ampere. Đó, hai kênh. Vậy là nếu mà nói về gáp cái dàn này ha, với cái cặp loa full. Loa full loa 3 tấc mà con 60 65 gì là tôi nói, tụi mình nói tương đối là ha, cũng được ha, cũng 50 50 đi, 50-60% gì cũng được. Cái này phải mà xài D mà D 5200 D lớn ấy ha. Nguồn lớn hơn chút và 4 tụ nó còn im ấm hơn nữa ha. Cái này mình nhận sửa thôi nha, còn không có nâng cấp gì hết nha. Cái đó mình dạng mình chỉ suy đoán nó thêm thôi, mình suy đoán thêm thì đúng cho ngon đồ nó thì xài D5002 ha, 5002 xài nguồn 20 22 23 20 22 23 là 4 tụ 6 tụ ha, còn ngon nữa. Còn hơn gì được rồi thôi đấy, giờ mình sửa, nghĩa vụ mình kiểm tra hư sửa gì mình sửa cho nó máy chạy tốt thôi. Mặt trắng ha nha, linh kiện thế không có gò gỉ ha, nó còn sáng nha, mặt trắng nha, mặt trắng trắng mà xài là dây không xài xúc kết ha, xài trực tiếp ha. Nó tóm lại là thằng này cũng xài tạm ổn thôi ha, gì cũng được rồi. Rồi mình sẽ vệ sinh sạch sẽ chứ, mình sẽ đưa lên cái bàn của mình xử lý nó ha, mình kiểm tra từ phần mình sửa nó ha. Cái con này vệ sinh sạch sẽ mình đem đây mình cắm nguồn vào ha, cắm điện vào đây, cắm dây lo luôn nghe cả nhà, rồi mình thử ha, mình thử mình biết coi hư bên công suất không, trên bo công suất ha, hoặc là bo trên bo khuếch đại của music ha, hoặc bo master đây ha. Bên này là bo bên này, mình cắm bên đây ha, bên này bên trái ha, giờ mình bật nguồn lên mình thử nè, mình chấm tín hiệu ha, mình chấm tín hiệu nha, cho cái đường tín hiệu là tín hiệu in này ha, mình thử cái đèn nó có chớp không nha,
coi đèn chớp bên nào. Rồi bên đây ha, đèn vẫn quạt hả nha, nè đó, là bo này chạy tốt ha. Rồi mình sẽ đổi bên, ngay bên trái là nằm bên bo bên phải ha, bên phải ha, bên phải là bên trái này ha. Rồi mình thử lại coi bên nào ha, nè. Vậy là bo này chạy tốt nha nha. Đó, mình thử vậy mình biết rồi ha. Vậy là mình lỗ trừ, giờ mình lỗ trừ được rồi đó. Thì mình lấy cái cọng dây tín hiệu mình thử ở phía trước mặt trước này ha, mình chặn mặt trước này mình thử. Đây, như bông sen mình cắm ở đây nè, cắm đây mình test mình thử, mình cắm tín hiệu đây nè ha, mình dặn lên từ từ ra không phê ha, dặn lên mà mình chấm là dặn lo lên mà nó, mình dặn poly lên nè mà nó không phê nè, chấm không ai tớp ha. Thì bên này không phê luôn, mình không phê luôn. Rồi mình đổi bên lại, mình thử từ phần coi cái nó bị phần nào ha, mình nghi ngờ coi hư mấy cái chiếc áp này coi nó có hư không nè. Lên luôn mà đây nha, mình chấm bên đây là đèn nó quạt này ha, bên trái ha, đèn nó quạt, thử lại bên phải là coi, dặn ra là chỉnh cái cảm giác ha. Bên này dặn ăn mà bên này dặn nó không ăn ha. Hay bên này chống nó không ăn không phê ha. Mà dặn nó nghe gục gạt ha. Giờ trước tiên là mình kiểm tra hai cái nút dặn lớn nhỏ của master ha, mình thay ha. Cái thứ hai nữa là mình xịt rửa cái gắt AB này nè ha, gắt A chuyển vị trí nó ha. Hai cái nút điểm này đây. Mình sẽ mở ra thì hai cái nút bờ quy lên dặn nó nhỏ đó, thông thường nó cũng dễ bị hư đó ha. Đây cái quy lên dặn mình đã dặn mở ra ha, 50kg nha, hai con đều 50kg hết ha. Giờ mình thay hai ra mà mình này quy lên mình xài pin nắp ha, đây quy lên nắp của mình đây cũng 50kg luôn, mình sẽ thay vào đây dặn lên khoảng khoảng nửa ga này đây ha, khoảng nửa mình để 12 giờ đi, thằng mua xích để khoảng này đây ha. Rồi mình chấm nó coi đèn nó chớp điện không ha, mình chấm tín hiệu ở trên này này, tín hiệu trên này nè ha, chạy không ha, chạy ha, chạy đồng đều nữa nha, ừ. Hiệu nè ha ha, chạy luôn đó ha, hai bên ha, là hai bên chạy rồi. Bây giờ mình kiểm tra cái tiếp nữa là cái dàn micro ha, kiểm tra cái âm thanh phần cái micro. Đây mình dùng cái gắt 6 ly nha, mình chấm tín hiệu nha, mình thử ra phần ha, tín hiệu micro nó chạy nhưng mà không có tiếng vang ha, là cái gắp cái này là mic 1 ha, mất tiếng vang ha, mic 2 nè. Đó, mic 2 có tiếng vang, mic 3 nè, mic 3 cũng có tiếng vang luôn. Rồi mic 4 nè, mic 4 cũng có tiếng vang luôn.
nhưng mà cái mít mít một này không có tiếng vàng ha, là mình kiểm tra là mình sửa cái mít một lại rồi ha. Những cái vàng nút nhắn này ha, cái nhà nút nhắn này ha, để mình coi mình vệ sinh hay G7 hết ha. Rồi mấy cái này nè, nút nhắn nè, mình mở ra mình cho G7 vào hết nha, rồi mình G7 mình rửa lại, rồi mình kiểm tra những cái biến trở dặn này, biến dở dặn của thằng Echo với thằng mít một này ha, còn chất lượng không ha, không phải thì mình thay cái mới luôn ha. Rồi thì mình sẽ mở ra mình sẽ xử lý cái phần này nha, rồi sau thì gọi trang ok trang mình mới thử nhạc nha. Rồi mình đã gấp hoàn thành rồi ha. Tại sao mà cả nhà thấy hồi nãy mình thử có vàng mít hai này nè vẫn còn hoạt động được, nhưng mà bắt buộc thay hết là trong một số này nữa ha, có một số nút echo dặn hồi ăn là không, một nút bass chép nè nó không đều, hồi nãy mình cũng đo xương qua ha, bắt buộc mình nó thay hết để yên tâm nha, thay hết nó mới chỉnh cho nó đồng đều âm thanh nghe mới hay. Còn dặn mít một này em vậy nè, echo nó không phê nha, nhưng mà cái mít mình vẫn còn lên mà mình sao tại sao thay, bắt buộc thay mà cũng thay hết luôn nha, yên tâm luôn. Rồi cái vàng trên này cũng vậy, cái vàng echo trên này có một số nút nó không phê, dặn nó ăn gục gẹp gẹp đó, bát chép nè nó dựa chôn với gian có, nhưng mà bát chép dặn nó không đều ha, bắt buộc cũng phải thay mới luôn, thay mới là mới yên tâm cái nhà nghe chỉnh máy hay mới đồng đều cái liên kết nha, mới đồng đều ha. Là mình thay thấy một đống rồi ha, bây giờ mình cắm nguồn mình test này ha, mình thử lại mấy cái dàn biết hết ha. Mấy cái này master mình để là phân nửa chơi ha, 12 giờ chơi ha, cái dàn này mình không xài bỏ đi, dàn này vẫn còn hoạt động, nhưng mà một số nút trong này nè bát chép chỉnh khi nào hoàn là không ha, cũng bị nó, nhưng mà mình làm hai cái mít này thông dụng, mà sử dụng mít một mít hai để dành cho khi mình sử dụng máy ông đờn á, có đờn một đờn như cái này mít một là Migo ha, mình thử từ mít hai này ha, bắt đầu mình dặn lên ha, đây là ba lăng dặn lên đó, đây là cái mui lớn nhỏ ha, mình chưa dặn echo lên nè, dặn echo lên nè, dặn bát lên nè đó, dặn từ chức năng ha. Rồi nó có phần lọc và echo có tiếng lọc gian này ha, nó có bass chép bên chép nè, chỉnh lên hết đó, delay đó, delay là nháy nhanh nó chậm ha, hai cái điểm chính này ha. Còn EGBT này á, còn cái delay này á thì mình chỉnh tốc độ nhanh, còn lại GPT này á là phần chỉnh phản mức độ 50 ha, hoặc là hơn 1 giờ, hoặc là trả dưới lại là 11 giờ, còn khoảng đó ha. Còn bát chép mình chỉnh như thế theo gì ha, 12 giờ hết. Mấy đốt này nãy mình cũng vệ sinh cũng rửa qua luôn ha. Yên tâm ha. Này bát chép nè. Nó chỉnh thay phê liền ha, chép nè. Ví dụ chơi nó chỉnh là ok chơi nữa ha. Rồi tới phần mid 1 nè ha. Mid 1 nè, ha, mình ném rồi ha. Dặn lớn nhỏ volume lên nè. Dặn hai lo nè. Dặn echo lên nè. Bass chép rồi ha.
ok cả nhà. Hồi nãy cái dàn miếp một là không ha, không có tiếng gian lọc luôn ha, bây giờ ok nè ha. Đó, quá trình xử lý mình thay là hết tất cả ra là 20 chiếc áp dặn ha, 50kg ha. Đó, quạt đã chết đều rồi nè. Rồi mình có thể thử hát nhạc, test thử nhạc được rồi đó ha. Rồi, thời gian dài thì mình đã xử lý cái con âm đi là ok rồi cả nhà. Thay một đống rồi nữa, bị những chiếc áp ha. Giờ mình cắm nguồn vào đây, mình sẽ thử lại nha. Mình nhạc mình hát ha. Đó, mình thay vào. Ok hết rồi ha. Mình sẽ thử đây. Đây mình sẽ dặn ha. Master mình dặn ha. Nửa ga trơn ha. Đó, hát ha. Quạt chớp đồng đều ha. Rồi mình thử lại cái kênh này bên trái lại ha. Đó, quá ok. Rồi vậy mình gáp vào, mình giao cho khách hàng ha.